Xin chào, mình là Thu Hải, mình là chuyên viên pháp lý của công ty Dohiko. Thì chủ đề hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn về cách soạn hồ sơ tăng vốn của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên nha. Xin mời các bạn cùng theo dõi. Thì Dohiko chuyên làm hồ sơ về dịch vụ kế toán, đăng ký độc quyền thương hiệu và các loại giấy phép con, thành lập công ty. Nếu như các bạn muốn biết thêm thông tin về công ty mình thì vào trong web dohiko.com để biết thêm thông tin nha. Thì dạo này Dohiko nhận được khá nhiều yêu cầu của khách hàng về việc tăng vốn điều lệ của công ty. Thì sẵn tiện hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ là làm như thế nào nha. Thì video này mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ của công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên trước. Video sau mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ của công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên nha. Thì hồ sơ tăng vốn gồm hai loại, thứ nhất là quyết định của chủ sở hữu, thứ hai là thông báo về việc tăng vốn. Thì sau đây mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ trên máy tính nha. Trước tiên mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn quyết định của chủ sở hữu trước nha. Thì công ty của mình là ở thành phố Hồ Chí Minh nên mình sẽ hướng dẫn cho bạn theo mẫu của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nha. Nhưng mà các tỉnh khác thì mẫu cũng tương tự như của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh nha các bạn. Thì đầu tiên ở quyết định chúng ta sẽ ghi căn cứ điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko được chủ sở hữu thông qua ngày 25 tháng 1 2016. Mà công ty mình tên gì hay là được cấp ngày nào thì mình ghi giống như mẫu mình ghi ở đây nha. Tiếp theo là chúng ta sẽ ghi là thay đổi vốn điều lệ của công ty. Thì ở đây mình đã ghi là vốn điều lệ đã đăng ký là 500 triệu. Tiếp theo là vốn điều lệ sau khi thay đổi là mình tăng lên 10 tỷ. Thì thời điểm thay đổi vốn thì ngày mình nộp lên sở kế hoạch là ngày nào thì mình ghi ngày vào đây ha. Về hình thức tăng vốn thì ở đây mình ghi là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn ha. Vì ở đây mình ghi là sửa đổi điều 7 của điều lệ công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko như sau. Thì vốn điều lệ mới của công ty tăng lên 10 tỷ cho nên mình ghi ở đây là 10 tỷ ha. Tiếp theo là chúng ta sẽ giao cho người đại diện pháp luật. Thì ở đây mình để là anh Nguyễn Văn A, còn công ty bạn là ai là người đại diện pháp luật thì ghi vào đây ha. Ký tên của chủ sở hữu thì ở đây mình ghi cũng là anh Nguyễn Văn A. Tiếp theo mình sẽ hướng dẫn cho bạn cách soạn thông báo về việc tăng vốn nha. Thì đầu tiên ở thông báo chúng ta sẽ ghi tên của công ty. Thì ở đây mình cũng ghi tên công ty trách nhiệm hữu hạn Dohiko. Tiếp theo mình sẽ ghi kính gửi phòng đăng ký kinh doanh thành phố Hồ Chí Minh. Nếu như mà ở tỉnh thì mình ghi là kính gửi phòng đăng ký kinh doanh tỉnh Đồng Nai hay là Bình Dương ha. Tiếp theo chúng ta sẽ ghi tên doanh nghiệp, mã số thuế, ngày cấp, nơi cấp. Thì ở đây mình ghi mẫu như thế này, các bạn nhìn theo mẫu và làm theo tương tự như của mình nha. Còn về nơi cấp thì nếu mà ở tỉnh thì mình ghi là Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Đồng Nai hay Bình Dương ha. Tiếp theo chúng ta ở đây đăng ký về thay đổi vốn điều lệ thì mình ghi giống như vậy ha. Thì ở đây cái dòng này là mẫu nó có sẵn như thế này rồi đó các bạn. Còn về đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty thì cũng ở đây mình cũng ghi tương tự như bên quyết định. Thì vốn đã đăng ký là 500 triệu và vốn sau khi thay đổi là 10 tỷ. Về thời điểm thay đổi vốn thì ở bên điều quyết định mình cũng có nói rồi á, là ngày mình nộp hồ sơ lên sở ngày nào thì mình ghi ngày vào đây nha. Về hình thức là mình ghi là hình thức tăng vốn. Ở đây mình ghi là chủ sở hữu công ty góp thêm vốn ha. Về tài sản góp vốn sau khi thay đổi vốn điều lệ thì ở đây mình ghi vào dòng đồng Việt Nam là 10 tỷ và tỷ lệ là 100%. Vì tổng số thì ở đây mình cũng ghi là 10 tỷ và tỷ lệ là 100%. Tiếp theo là mình ký tên của người đại diện pháp luật. Thì ở bên quyết định mình ghi anh Nguyễn Văn A, cho nên ở đây mình cũng ghi là anh Nguyễn Văn A. Như vậy mình đã hướng dẫn cho bạn xong cách soạn thông báo và quyết định của chủ sở hữu rồi nha. Thì vừa rồi mình đã hướng dẫn cho bạn cách soạn hồ sơ trên máy tính là làm như thế nào rồi nha. Nếu bạn không làm được hay là gục trục trặc gì thì có thể comment bên dưới hoặc là kết nối với Hải qua số điện thoại để trên màn hình nha. Hy vọng video này của mình sẽ giúp ích cho các bạn khi làm hồ sơ.
Nếu như các bạn thích thì hãy subscribe kênh Pháp Lý Dohiko để hãy ra các video về thủ tục pháp lý đều đặn hơn, và cũng như đừng bỏ lỡ các video hàng ngày của Dohiko nhé. Sự ủng hộ của các bạn là động lực để Dohiko ra các video hữu ích hơn. Hãy like và share những thông tin này để nhiều người biết đến hơn nha. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video sau.